Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì hiện nay các web min một đô hết sức là ngon nghẻ, gần như là không có web nào chết cả. Gần như là vậy, tất cả các web đều đang rút tiền, nó ok. Từ web cách đây mười mấy ngày nó vẫn rút tiền ok. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn tiếp một con web min một đô. Thì con web này thực ra là nếu như một cách bình thường thì mình sẽ không giới thiệu cho các bạn, nhưng mà theo như sự giới thiệu của cộng đồng thì nó là con cháu của thằng này. Vậy trước tiên mình sẽ tiến hành rút tiền từ thằng này đã. Thằng này thì đối với đô mình sẽ là không Bayer, để mà đánh dấu sự trở lại của Bayer. Mình sẽ thử với Bayer nhé, đánh dấu sự là trở lại của con lợn Bayer. Ok, thì nó là một trong những cái thằng mà được đây vẽ rút luôn tiền này đấy, 0.13 chúng ta bị rút về là chúng ta lại mất phí, cái này cũng cực kỳ là quan trọng. Ok, thì nó là con cháu của cái thằng vừa rồi. Thì thằng vừa rồi thì mình cũng giới thiệu cho các bạn tương tự như vậy. Thì hiện tại các bạn đầu tư vẫn rất là ok, mọi thứ nó gọi ok. Đây thằng này mình sẽ open deposit tiếp một vòng nữa cho các bạn xem. Đây RAM đô nó chỉ có một ấy thôi. Ở đây mình sẽ thử vào bằng Bayer đô la. Đây open. Thì đối với thằng này ấy, thì hiện tại mọi thứ nó đang rất là ok. Mình nếu như bạn nào mà đang xem cái con này thì mình cũng đăng lâu rồi, vì bản chất nó cũng đã chạy lâu rồi. Thì thực sự là hiện tại nó rất là ok, mà trong khi đó thì bây giờ tất cả các bạn có lãi rồi. Thì ở thời điểm hiện tại thì để đề phòng cái mức độ là nó thay thế, ok, để đề phòng nó sự thay thế của cái quét này thì mình sẽ ra con quét này. Con quét này thì hiện tại á, theo như check thì nó chạy khoảng độ 35 ngày. Chạy khoảng độ vậy, và hiện tại là cộng đồng vẫn đang cho rằng nó đang rút tiền một cách bình thường. Ở đây nó sẽ không hiện được lên những cái thứ mà giống như những cái web kia là hiện lên tất cả mọi thứ, là thông tin những người rút tiền và đầu tư vào. Đấy là mình thấy một điểm rất chán của thằng này. Được quảng cáo đây, nó có một đốt chat, nghĩa là cái bảo mật ý, của nó rất là tốt, và SSL như kiểu được cho là một bảo mật tốt. Có support 24 trên 7 rất ok, bởi vì khi các bạn tích kích vào Telegram và Telegram chat này, mọi thứ rất là ok, các bạn có thể kích vào đây để mà tham gia cộng đồng chat với nó. Hiện tại thì referral chỉ có một phần, đó là 7%, tương đối là thấp. Chính vì thấp nên ra nó mới kỳ vọng nó là cao, kỳ vọng nó chạy xa. Nếu như referral quá cao thì nó sẽ khiến cho web dễ rất dễ sập, và nhất là những thanh niên này rất hay lừa nó. Thì gặp những thanh niên đấy thì thông thường là một là nick bị ban, hoặc là bạn nick bạn không bị ban thì cũng bị nick người khác bị ban, thì thành thử ra là bị nghi vấn hack này. Ai chẳng may, các bạn hãy để một cộng đồng trong xanh sạch đẹp, hãy chơi cả một đời minh bạch giống như mình. Link mình để phần mô tả bên dưới nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đăng ký bình thường thôi, cũng không có gì làm đặc biệt ở trên cái phần đăng ký này của web. Mình thấy nó cũng không có gì đặc biệt. Ok, này. Thực ra ở cái phần đăng ký thì mình có nhìn qua là nó cũng không có gì đặc biệt cả. Khi vào bên trong thì mình lại khá là bất ngờ, vì nó là một cái con web theo kiểu một dạng quen thuộc của bọn Nga. Mặc dù thì hàng mua tuy tuy rằng là đến từ California, hàng của Mỹ, thông số web tương đối là đẹp, nhưng mà nó lại đến từ Nga. Kiểu kiểu cái kiểu phong cách ấy là của Nga, chứ cũng không phải là ấy, vì dù sao nó cũng là con của thằng này mà, chung họ hàng ấy. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đầu tư vào đây. Đây, để quay lại với BE, chúng ta sẽ trước tiên thì các bạn phải để ấn vào đây trước nhá. Payment này, các bạn cài cho mình cái ví vào đây trước. Anh em nhớ cài đặt ví trước khi mọi chuyện, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn, thì tốt nhất là các bạn nên cài đặt ví trước, để mà tránh những cái tình trạng không đang có xảy ra. Ví dụ như là rất nhiều bạn như nào nhỉ, rất nhiều bạn là không cài đặt ví, khiến cho khi các bạn thanh toán ấy thì nó sẽ mất hết, mất mất cái số tiền của các bạn. Trường hợp đấy thì có nhiều khi nó pending, nhưng mà nhiều khi nó cũng trả tiền pending. Đưa ra các bạn nhớ là bước nếu những web nào mà nó không cho các bạn điền ví đầu tiên ấy, thì các bạn phải cần cài đặt điền ví đầu tiên để mà tránh cái trường hợp là bị quên mất, rất là nguy hiểm. Ok, đấy. Ok, mình sẽ thử này, Payment đô la để mà đánh dấu sự trở lại của Bayer. Bayer ngày hôm nay, chiều nay thì nó đã khiến cho rất nhiều bạn điêu đứng, vì cái quá trình của nó không có thể tiến hành rút tiền vì là bảo trì.
Rất nhiều anh em phản ánh rằng là bây giờ có thể chết nhưng mà thực ra nó chỉ là bảo trì thôi. Đây các bạn thể nhìn thấy việc mà bảo trì của BE ấy thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Thực ra là nó quét ví thì sẽ không chết nhưng mà vấn đề nó sẽ ảnh hưởng đến những cái quét như kiểu này, những cái quét mà hệ thống thanh toán BE thì nó nhân cơ hội thừa lúc đục thả câu là nó cũng đi theo. Rất nhiều quét mình bị như vậy rồi, đó là lúc mà bị Perfect Money bị lỗi. Thế là thành thử ra những cái quét kia nó cũng đi theo luôn. Cuộc sống mà. Ok thì ở cái phần lãi suất con này ấy, thì nó tương đối là thấp. Một đô đây các bạn có thể mình sẽ đầu tư rồi nhưng mà mình quên chưa nói phần lãi suất cho tất cả các bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ ra ở bên ngoài, các bạn có thể nhìn thấy phần lãi suất của web. Ví dụ như là nếu như vào một đô, đây một đô, đây lợi nhuận có 10% trong vòng 24 giờ thôi, 100 đô này các bạn để tính thì 100 đô trong vòng 24 giờ các bạn sẽ nhận lại là 110 đô. Nó có nghĩa là lợi nhuận nó rất là ít, 1% thôi, và chúng ta chỉ có một lựa chọn thôi. Đấy cũng chính là một cái điểm mà đem đến cái uy tín của web. Nếu như nó có quá nhiều lựa chọn giống như cái thằng này này, thằng này nhá, mở tiền gửi này, thì nó bản chất nó giống thằng này mà lãi suất giam đô từ 106 đến 102, đâm ra nó chạy khá là lâu. Đó là thằng này cũng chính là điều như vậy. Thằng này thì nó fit cứng ở 110%, nó đứng ở tầm giữa để các không khu đo chứ các kiểu. Nó là một hệ thống quen thuộc của bọn kiểu như là một bọn đấy. Bọn Bayer thì ở đây là balance của các bạn. Đây là cái số tiền mà đang làm việc. Khi nào nó bending thì chỗ này ấy. Con này thì mình nghĩ rằng là khi mà rút thì nó sẽ bị rút chậm đấy. Nó không thể nhanh được đâu. Nó không thể vèo 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 tốc độ nhanh như sự trở mặt của người yêu cũ của các bạn đâu. Con này là nó hơi chậm một chút. Hàng nó hơi chậm. Ok, thì cảm nghĩ của bạn sao về web hãy comment ở phần mô tả bên dưới. Mình thấy thì con web này đưa ra cho các bạn một lãi suất cũng rất là bình thường. Nhưng mà nó là một cái sự thay thế của web này, nếu như mà mình cảm thấy là nó là một sự thay thế. Cộng với là trong ở trong trường hợp này, chúng ta hiện tại, ở trong thời điểm này chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn. Thành thử ra cũng không nhất thiết là phải chọn một cái web có lãi suất thấp hơn. Nhưng bù lại nếu như các bạn giải tiền ở tất cả các web thì nó ok hơn rất là nhiều. Ví dụ như là cùng với hiện tại như của mình, nếu như mà cùng với 100 đô thì mình sẽ giải mỗi web khoảng 20 đô. Như vậy là sẽ ok hơn rất là nhiều. Nếu như có mất thì nó chết ở một web thì cũng chỉ mất 20 đô thôi. Còn hơn là các bạn giải hẳn 100 đô vào một web thì nó sẽ có mất thì nó cũng mất cả 100 đô. Đấy, thì thực ra cái này là cái phần chiến thuật thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn nhiều rồi. Sau này mình sẽ ra những clip để mà hướng dẫn cho các bạn những cái chiến thuật này kỹ càng hơn để mà các bạn nhớ đón xem những clip khác của mình. Nhớ đón xem những cái clip hướng dẫn cơ bản thì các bạn sẽ chơi. Nó sẽ rất là ok ở những web này. Bởi vì những web này thì là thông thường là lãi suất nó rất là thấp nhưng mà cái độ khi các bạn kết hợp lại thì các bạn sẽ có một khoản tiền tương đối là ok. Việc mà hướng tới cho các bạn như kiểu là các bạn ở đây thì rất nhiều bạn chỉ muốn là có thu nhập ổn định ở mức 10 đô la một ngày. Như vậy là ấm rồi. Mình nghĩ rằng là thu nhập ổn định ở mức 10 đô la một ngày cũng là khá là ok rồi. Bạn nào có muốn nguồn thu nhập như vậy thì hãy comment ở phần mô tả bên dưới nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.